Xin chào cả nhà ha. Thì hôm nay có nắng hừng hừng lên rồi ha. Thì mình quay video tuần cuối của mình buổi sáng vui vẻ ha, rồi đi làm cả nhà. Để đây cho cả nhà xem đỡ buồn ha.
Quậy cưng bé Ly kìa. Thôi xin dừng video đây cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ ha. Cả nhà xem với chia sẻ bấm một like cơm giá trị. Thì mình vô nấu cơm nấu nước xong mình đi làm cả nhà ơi. Rồi tới trưa về quay tiếp. Thôi xin chào. Chúc cả nhà vui vẻ ha.